Thần tài chỉ mặt bốn con giáp may mắn, trúng giải độc đắc 100 tỷ, đúng 3 ngày đầu tháng 8. Tài vận bùng nổ, lộc rót đầy tay, giàu sang tột đỉnh. Hoan hỉ chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tử Vi Việt ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, dân gian xưa có câu, đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người, sẽ chẳng có ai đoán biết được điều gì có thể xảy đến vào ngày mai. Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có sự vật hay hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là sự vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đem vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có thể mất trắng vì một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng ai nghĩ rằng ngày hôm nay mình đang khổ cực, vất vả dưới trời nắng trời mưa, thì ngày mai lại có thể có nhà lầu, xe sang, có kẻ hầu người hạ. Cuộc sống này luôn mang lại cho ta những bất ngờ và không gì là không thể xảy ra cả. Theo các bậc thầy tử vi phương Đông đã tiết lộ, vào 3 ngày đầu tháng 8, trong số 12 con giáp, có duy nhất 4 con giáp may mắn được cát tinh chiếu mệnh, thần tài che chở mà ban cho tài lộc, may mắn đủ đường, bất ngờ mà vất lên như diều gặp gió. Vậy 4 con giáp may mắn đó là những con giáp nào? Quý vị có nằm trong số 4 con giáp đó hay không? Hãy cùng Tử Vi Việt tìm hiểu chi tiết ngay sau đây quý vị nhé! Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng người tuổi Mùi. Những người này tỏ ra rằng bản thân yêu thích cái đẹp và sự cân bằng, cần một môi trường hài hòa. Nhưng trên thực tế, họ lại dễ tranh cãi, nổi nóng, dù bản thân là một người tốt bụng. Vì vậy, đôi khi họ có vẻ hơi liều lĩnh, nhưng chắc chắn không bao giờ là người phù phiếm. Tuổi Mùi có sức sáng tạo mạnh mẽ. Nếu được ở trong một môi trường thích hợp và thoải mái, họ có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra những chi tiết vô cùng thú vị, độc đáo trong công việc cũng như cuộc sống. Tuy không quá tài năng để trở thành những nghệ sĩ tuyệt vời, nhưng tâm trí của họ luôn như một chiếc kính vạn hoa với những ý tưởng độc đáo, mang cho họ sự hiểu biết của những sự vật phức tạp. Họ có khả năng thuyết trình tuyệt vời về lĩnh vực mà họ hiểu biết. Tuy nhiên, những người này có nhược điểm lớn là không tin vào khả năng của bản thân. Mặc dù họ vẫn có khả năng làm việc này, việc kia, nhưng vì nghĩ rằng nên khiêm tốn, nên không thể hiện ra, nên họ không bộc lộ tài năng của mình quá nhiều. Với tính cách tuổi Mùi, luôn quan tâm tới những điều mới lạ để thỏa sức sáng tạo, nhưng họ có xu hướng sẽ sớm ổn định cuộc sống. Đó là lý do lúc đầu họ bị hấp dẫn bởi lối sống chắc chắn, bình ổn, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng lặp đi lặp lại, cảm thấy nghẹt thở khi cuộc sống cứ diễn ra đều đều như thế. Và cuối cùng, họ sẽ chọn cách thay đổi. Và sự mâu thuẫn này là trở ngại chính trong cuộc sống của họ. Đa phần người tuổi Mùi đều thiếu tinh thần độc lập tự chủ, ngay cả đến mục tiêu của mình là gì và phải thực hiện ra sao, họ cũng không thể vạch ra được. Vì vậy, để hoàn thành tốt công việc, họ luôn cần phải được cấp trên thường xuyên đôn đốc và giúp họ vượt qua khó khăn. Họ cần có một người trợ lý hoặc một ông chủ để chỉ đạo, nhắc nhở cho họ biết mục tiêu hiện tại của công việc là gì. Bù lại, họ sẽ làm việc rất chăm chỉ, tư chất thông minh, có khả năng sáng tạo. Họ hoàn toàn có khả năng giành được thành tích cao trong những công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Tuy nhiên, họ lại dễ nhụt chí nếu gặp phải thất bại cản trở. Đôi khi, tuy chỉ cách thành công có một bước nhỏ nữa, nhưng vì đuối sức, không đủ kiên nhẫn, nên họ đành bỏ cuộc. Nhược điểm lớn nhất ở tuổi Mùi là thiếu ý chí vượt qua khó khăn. Nếu gặp thất bại, họ sẽ dễ suy sụp, gục ngã và khó lòng đứng dậy được. Nếu không khắc phục yếu điểm này của mình, họ sẽ khó lòng gây dựng được sự nghiệp lớn. Nếu là nhân viên, họ sẽ thành công khi có được người chủ và những người đồng nghiệp tốt, biết chia sẻ và cùng họ gánh vác công việc. Tuy nhiên,
với khả năng sáng tạo và cảm nhận tốt của tuổi Mùi, nếu được làm việc trong lĩnh vực xã hội, giải trí như ca sĩ, diễn viên, thời trang hoặc làm việc tự do, họ sẽ có nhiều cơ hội thể hiện được hết tài năng của mình và dễ có được sự nổi tiếng. Những người tuổi Mùi thường nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí. Chính vì thế luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ. Khi gặp khó khăn nên dễ dàng vượt qua mọi thử thách. 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch, những người tuổi Mùi do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Không những được quý nhân giúp đỡ mà còn gặp được vô số cơ hội phát tài giàu có, làm việc gì cũng thành công. Sau đây là vận trình chi tiết của những người tuổi Mùi may mắn nhất và cẩm nang bượng vận 3 ngày đầu tháng 8. 1. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tuổi Ất Mùi đón thần tài đến nhà, tài lộc dồi dào trong 3 ngày đầu tháng 8, có lục hợp tương trợ. Cục diện tử vi này cho thấy, dù bạn làm gì, bạn cũng có thể dễ dàng thu tiền về túi. Bản thân con giáp này có năng lực kinh doanh tốt và đầu óc minh mẫn. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn thể hiện bản thân, hãy phát huy tài năng của mình hơn nữa. Công việc trong ngày cũng không có gì phải lo lắng. Bạn hoàn toàn có thể tự tin về khả năng giải quyết vấn đề của mình vì đường quan lộc đang rộng mở. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Còn số may mắn 9, 40, 95. 2. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tử vi 3 ngày đầu tháng 8, tuổi Đinh Mùi được tam hợp cục che chở, dự báo về 3 ngày thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng đạt kết quả tốt. Thời điểm này bạn sẽ tràn đầy sự tự tin, năng động, có tinh thần cao trong công việc và nhận được lời khen ngợi từ mọi người xung quanh. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng mạng lưới xã giao, tăng cường hợp tác hay ký kết các hợp đồng quan trọng. Uy tín và danh tiếng của bạn trong ngành vốn vẫn luôn được khẳng định, mọi người hoàn toàn tin tưởng khi làm việc chung với bạn. Điều này thúc đẩy các quá trình diễn ra thuận lợi. Vận may tài chính ở mức trung bình, bạn có thể sẽ có một số khoản chi tiêu lớn, nhưng may mắn thay, bạn có thể nhận thức được số tiền đã chi ra của mình và kiểm soát nó kịp thời. Bạn dần dần trở nên thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính, mặc dù đôi khi vẫn có xu hướng tiêu tiền tùy tiện một chút. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Còn số may mắn 6, 79, 16. 3. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Xem tử vi 3 ngày đầu tháng 8, tuổi Kỷ Mùi được chính quan hậu thuẫn. Công việc của bạn được hoàn thành với tiến độ nhanh chóng mà chất lượng vẫn được đảm bảo. 3 ngày này, kỹ năng chuyên môn cá nhân được nâng cao. Ngay cả khi đối mặt với những tình huống khẩn cấp, bạn vẫn có thể bình tĩnh xử lý và đưa ra giải pháp phù hợp. Ngoài ra, các mối quan hệ trong công việc của bạn sẽ được cải thiện. Trong quá trình thực hiện dự án, bạn và đồng nghiệp nhiều lần ý tưởng lớn gặp nhau, mọi việc vô cùng suôn sẻ. Tuy đôi lúc vẫn cần phải đối mặt với những áp lực, thách thức nhất định, nhưng trong hầu hết các trường hợp, con giáp này đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, công việc một cách hiệu quả. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Còn số may mắn 6, 22, 88. 4. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. 3 ngày đầu tháng 8 có tam hợp nhập mệnh, người tuổi Tân Mùi được tạo nhiều lợi thế để phát huy năng lực. Cấp trên nhìn nhận bạn ở mức đánh giá cao hơn sau những nỗ lực và biểu hiện xuất sắc trước đó. Đây là bàn đạp quan trọng cho mục tiêu tiến thân sau này. Bạn nên trân trọng cơ hội và tận dụng đúng cách. 3 ngày này,
Đường tài lộc của Tân Mùi còn rất hứa hẹn, công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông. Bạn có thể thoải mái chi tiêu, không cần quá tiết kiệm. Vận quý nhân tăng cao cũng báo hiệu cơ hội được giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để con giáp này làm giàu cho bản thân, thu về nguồn của cải dồi dào. Trong chuyện tình cảm, tuổi Tân Mùi cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong thời điểm hiện tại, do bạn cứ bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản, thường có hành động giận dỗi với bạn. Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân, còn số may mắn 9, 61, 30. Vị trí thứ 2, xin chúc mừng người tuổi Dần. Tuổi Dần là người nhanh nhạy trong cuộc sống và suy nghĩ của họ rất tích cực. Họ có thể vui vẻ trò chuyện, bàn luận từ chuyện triết lý cuộc sống đến chính trị hiện nay với mọi người chỉ với mục đích truyền đi thông tin. Họ phản ứng nhanh, quyết đoán trong mọi tình huống và theo những gì có lợi nhất cho tập thể. Nói chung, thay vì chỉ lo đảm bảo quyền lợi của cá nhân mình. Tuy nhiên, quan điểm cũng như sở thích, mục tiêu của họ không ổn định mà có thể thay đổi theo thời gian, do hoàn cảnh tác động. Khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh, môi trường mới cũng là ưu điểm dễ nhận thấy ở họ. Ngoài ra, họ luôn tự cho phép mình chìm trong cảm xúc, sau đó lại tiếp tục mở rộng về một tương lai tươi sáng. Những người tuổi Dần là người khá hấp dẫn, mọi người dễ bị thu hút vì cách cư xử và sự quyến rũ của người tuổi Dần, nhưng không phải lúc nào họ cũng giữ được phong độ này. Những người tuổi Dần không hề chịu tác động của hoàn cảnh. Họ luôn sống trọn vẹn cho thời điểm hiện tại. Vì thế, họ thường là những người thành công với những đột phá đáng kinh ngạc. Với tính cách của tuổi Dần, họ luôn hành động một cách nhanh chóng và đầy sức mạnh. Dường như họ có được năng lực thích ứng bẩm sinh, nhịp sống hối hả và những quyết định chóng vánh có thể làm thay đổi mục tiêu của họ. Nhưng họ không vì thế mà lo lắng, vì họ biết cách để thích ứng cho phù hợp. Làm sếp hay nhân viên đối với người tuổi Dần đều mang cho họ cảm giác không thoải mái. Lý do của việc này là họ không thích tuân theo những khuôn mẫu có sẵn. Vì thế, họ sáng tạo và luôn tìm cách để thoát ra mọi sự bó buộc. Họ cũng thường có được thành công vào những thời điểm bất ngờ nhất. Nếu nhận thấy mình phù hợp với công việc nào thì họ sẽ làm rất tốt công việc đó. Họ thích được tự do một cách tuyệt đối. Vì thế, họ làm tốt công việc sử dụng khả năng đàm phán, thuyết phục người khác. Nếu họ được công việc phù hợp với sở trường và bản tính ưa tự do, thì họ sẽ rất thành công trong sự nghiệp. Tử Vi nói rằng, 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân phù trợ, nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến lên vị trí tốt hơn. Mọi chuyện khó khăn trước đây sẽ nhanh chóng được giải quyết. Sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ, dần nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Những chú hổ không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có. Sau đây là vận trình chi tiết của những người tuổi Dần may mắn nhất và cẩm nang vượng vận 3 ngày đầu tháng 8. 1. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Chính tài xuất hiện trong tử vi 3 ngày đầu tháng 8 của người tuổi Nhâm Dần cho thấy con giáp này sẽ may mắn được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ. Vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát, tiền vào túi đếm không xuể. Bản mệnh có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích. Các công việc quan trọng tiến hành trong thời điểm này cũng được cát khí nâng đỡ, tăng tỷ lệ thành công. Người tuổi Nhâm Dần có tài và cơ hội thể hiện năng lực bản thân đã đến. Bạn thoải mái khẳng định vị trí hiện tại của mình là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí còn có nhiều không gian phát triển hơn thế nữa. Tuy nhiên, xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy. Cảm xúc của Nhâm Dần thăng trầm khó đoán định trong những chuyện liên quan tới nửa kia. Cả hai khó chia sẻ với nhau
bởi mối quan hệ xuất hiện rạn nứt. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, hồng, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi, còn số may mắn 3, 05, 52. 2. Tuổi Giáp Dần, năm sinh 1974. Nhờ cát khí từ chính quan, người tuổi Giáp Dần có sự sáng tạo và chủ động trong công việc, tạo ra sự khác biệt so với đối thủ. Cơ hội thăng tiến đang rộng mở, khả năng được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn không còn xa nữa. Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng nên biết điều gì có lợi nhất cho mình. 3 ngày đầu tháng 8 là thời điểm mà tài lộc của bản mệnh tăng vọt. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, nhờ sự nghiên cứu và tính toán chính xác nên có được những mối làm ăn tốt. Nhờ thế mà mang về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Thổ sinh kim mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Trong khi đó, các cặp đôi cũng có thời gian hâm nóng mối quan hệ, thắp lại ngọn lửa yêu để hạnh phúc luôn đong đầy. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi, còn số may mắn 84, 29, 45. 3. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Với sự trợ giúp của thiên ấn, người tuổi Bính Dần có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Bản mệnh làm gì cũng có sự tập trung cao độ, bỏ ra nhiều công sức nên thành quả thu về tất nhiên sẽ tốt như mong đợi. Đồng nghiệp dành cho bạn những lời khen ngợi và tin tưởng mỗi khi làm việc chung với bạn. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai sau này. 3 ngày đầu tháng 8 âm rất thích hợp để bàn bạc các điều khoản, ký kết hợp đồng bởi đa phần chúng đều có lợi cho bạn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ, còn số may mắn 87, 50, 04, 4. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Với tuổi Mậu Dần, 3 ngày đầu tháng 8 có cát tinh chinh ấn nhập mệnh. Con giáp này có thêm sự tự tin và hăng hái để giải quyết công việc. Bạn tháo gỡ vấn đề khá nhanh. Việc người khác mất nhiều thời gian để hoàn thiện, nhưng qua tay bạn được xử lý nhanh hơn rất nhiều. Hiệu suất có sự khác biệt rất rõ. Không những thế, con giáp này còn có cơ hội tìm kiếm tài lộc cho mình, nhất là người buôn bán kinh doanh. Được dự báo sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về không ít, lợi nhuận tăng lên trông thấy. Lúc này bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, khoa học để không mắc phải sai lầm trong đầu tư kinh doanh. Song chuyện tình cảm gây ra nhiều nỗi muộn phiền cho Mậu Dần. Tình yêu đang rơi vào khoảng lặng. Cả bạn và người ấy đều nhận thức được tình trạng hiện tại không nên kéo dài, nhưng chẳng ai chịu xuống nước hàn gắn trước. Có thể thấy cái tôi của cả hai còn cao hơn cả tình yêu dành cho đối phương. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Còn số may mắn 46, 19, 72. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn là người sống trách nhiệm. Lý do họ được xem là người sống quy tắc là vì họ rất kiên trì, không thể thay đổi, nhất là một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn cản. Họ cũng là người rất tài năng, thành thạo nhiều kỹ năng, hiểu biết rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở bất cứ việc gì, họ cũng nghĩ ra được cách tốt hơn để giải quyết từng vấn đề. Vì thế, họ không ngại đối mặt với khó khăn. Tính cách tuổi Thìn khá ổn định. Và khi bất kể họ làm việc gì, đều mong muốn nó phải thật hoàn hảo. Bên cạnh đó, những người này luôn muốn làm mọi thứ theo cách riêng, luôn muốn khác biệt, không thích giống những người xung quanh, không giống đối thủ cạnh tranh.
Đồng thời họ khá khéo léo trong cách kiểm soát những người xung quanh mình, ví dụ như thu hút đối phương bằng những lời nói hợp tình hợp lý. Có thể nói trong ngắn hạn, những người xung quanh họ luôn nằm dưới sự kiểm soát của họ. Những người tuổi Thìn là người lịch sự, giỏi ăn nói, thái độ chính chắn và hành xử rất phải phép. Trong con mắt của người khác, họ có quá nhiều nguyên tắc, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng họ rất thành công trong xã hội. Người tuổi Thìn thường có óc tổ chức và năng lực giao tiếp tốt, nên khả năng thích hợp để trở thành người làm chủ. Họ thông minh, chăm chỉ, quyết đoán và luôn biết phải đầu tư như thế nào để đạt kết quả tốt nhất. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã tỏ ra xuất sắc, gây được sự chú ý của mọi người. Khi còn đi học, họ thường là những học sinh chăm chỉ và cũng tiếp xúc với xã hội từ rất sớm. Dường như họ được sinh ra là để trở thành người chủ. Mọi người rất thích họ và tôn trọng ý kiến của họ. Họ có tài ngoại giao, tính tình phóng khoáng, nên có thể thành công trong bất kỳ ngành nghề nào. Họ cũng thích hợp với những công việc mang tính chất lâu dài. Người tuổi Thìn uy lực, họ sinh ra dường như để lãnh đạo người khác. Dù bản tính kiêu ngạo, nhưng không làm giảm đi sức hút của họ đối với những người xung quanh. Sự táo bạo, dám dấn thân vào bất cứ lĩnh vực nào và sẵn sàng đốt cháy hết mình cho niềm đam mê là điều chỉ có thể thấy ở người tuổi Thìn. Đặc điểm này sẽ đưa họ đến gần với thành công hơn, nhưng cũng sẽ nhanh chóng rơi vào cạm bẫy, thất bại nếu như không có một kế hoạch hoàn hảo. Họ ưa sự yên ổn, chính vì vậy, những công việc mang tính chất lâu dài cũng rất thích hợp với họ. Họ có thể bằng lòng cả đời làm thuê cho người khác, thậm chí các việc vụn vặt như lau dọn nhà cửa, chăm sóc vườn cây, họ đều bắt tay vào làm một cách vui vẻ. Tuy nhiên, sứ mệnh của họ sinh ra để gánh vác những công việc lớn lao hơn. Khi người khác phát hiện ra khả năng tuyệt vời của họ, chắc chắn họ sẽ được cất nhắc lên những vị trí xứng đáng hơn. Đối với họ, được thăng chức sau 2-3 năm làm việc là một chuyện hết sức bình thường. Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con rồng bước vào giai đoạn đổi đời 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch. Tài lộc không ngừng tăng lên, cứ mở cửa là thấy tiền ùa vào nhà. Những tháng vừa qua, tuổi Thìn đã gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian này, thần tài mở sổ vàng chấm tên, cầm tay chỉ việc, nên tài lộc quấn thân, tiền bạc ngập nhà, tiêu hoài không hết. Nhờ thần tài và quý nhân chiếu cố, con giáp này có thể hoàn thành những dự định đang dở dang. Sau đây là vận trình chi tiết của những người tuổi Thìn may mắn nhất và cẩm nang vượng vận 3 ngày đầu tháng 8. 1. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Được thực thần chiếu cố nên 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch, Nhâm Thìn vô cùng may mắn trong việc kinh doanh, buôn bán, nghề tay trái hay làm thêm. Tuổi này có lộc buôn bán, đặc biệt những người kinh doanh ẩm thực được khách hàng ủng hộ ầm ầm trong 3 ngày này. Mặt tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Nhâm Thìn có lộc ăn, lộc đi buôn. Người nào càng béo càng tròn trịa thì tiền vào càng nhanh, sẽ có những kẻ ghen ăn tức ở, nói ra nói vào, nhưng làm như vậy chỉ giúp bạn khấm khá hơn mà thôi. Cục diện mộc thổ tương khắc cho thấy đường tình cảm không mấy sán lạn, bạn có thể làm chuyện mình thích làm, kết giao với những người xứng đáng, nhưng đừng tiếc những kẻ chỉ biết lợi dụng. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, cam, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, còn số may mắn 8, 88, 35. 2. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. 3 ngày đầu tháng 8, công việc của tuổi Giáp Thìn gặp chính ấn, nên tuổi này khá thông minh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên công việc chưa có bước đột phá là do bạn còn thiếu chí tiến thủ, chần chừ hay suy nghĩ nhiều, nên toàn nhường cơ hội cho người khác. Đường tiền tài nhờ tam hội cục nâng đỡ nên cũng bớt lo hơn nhiều. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên hôm nay tránh được họa mất tiền oan, rơi tiền. Tiền bạc làm ra thì bạn cứ tiêu, người khác nói gì cứ mặc kệ. Không ai dám chê trách bạn vì tiền đâu, vì Giáp Thìn là con giáp thẳng thắn nên sẽ nói lại ngay. Mặt tình cảm đi lên, sẽ có người đến tìm bạn để nhờ vả,
nhưng hãy cởi mở đón nhận nhé. Họ cần lòng tốt của bạn lúc này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, nâu. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Còn số may mắn 7, 26, 79. 3. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. 3 ngày đầu tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn không có trục trặc nhờ thiên ấn chiếu mệnh. Những người đang phải bươn trải vì cơm áo gạo tiền sẽ được tạo điều kiện tốt để làm ăn. Các bạn làm ăn uy tín, ăn nói dễ nghe nên ai cũng thích nói chuyện, hợp tác. Thế nhưng đừng vội kiêu ngạo hay hống hách nhé. Không có cha mẹ giàu có, không có gia cảnh hiển hách, chỉ có thể dựa vào bản thân, tự mình xông pha nên tiền bạc cũng chỉ ở mức khá. Tuy nhiên điều đáng khen là bạn vẫn biết tự lực cánh sinh, quý trọng đồng tiền nên được trời thương, đường tiền bạc cũng không tệ. Vận tình cảm ở mức bình thường nhờ hai hành mộc tương hòa, chỉ cần ba mẹ, con cái khỏe mạnh, ở phía sau làm động lực là đủ, chẳng cần gì nhiều. Đôi khi Bính Thìn không mưu cầu cao sang, bạn chỉ cần sự bình yên đến trong ngôi nhà mình là đủ. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Còn số may mắn 5, 53, 11. 4. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. 3 ngày đầu tháng 8 do có tam hợp cục nâng đỡ nên người buôn bán kinh doanh sẽ có lộc hơn người làm công ăn lương. Nếu muốn cải thiện thu nhập thì nên tìm thêm việc làm bên ngoài nữa nhé. Nếu là dân làm ăn, chắc chắn sẽ có một ngày tiền bạc dư dôi, hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Mặt tiền bạc được thực thần chiếu cố nên Mậu Thìn cũng không gặp khó khăn gì trong chuyện tiền nong. Các bạn có thể mở hàng, khai trương để lấy lộc hoặc làm thêm ngoài giờ kiếm thêm đồng tiền tiêu vặt. Kết quả mang lại không hề nhỏ đâu nhé. Tuy nhiên đáng buồn là tình cảm không như ý vì mộc thổ tương khắc. Cặp đôi nảy sinh xung đột do một người quá chú tâm với công việc mà không dành nhiều thời gian cho nửa kia. Cha mẹ và con cái lục đục, dễ có cãi vã vì bực tức, bất đồng quan điểm. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Còn số may mắn 1, 47, 95. Vị trí cuối cùng xin chúc mừng tuổi Mão. Cuộc sống trang nhã và thanh lịch là niềm mơ ước của những người tuổi Mão. Họ là người sống hướng về gia đình, thích quanh quẩn ở nhà hơn là đi ăn ngoài hay du lịch đây đó. Họ rất khó để tin tưởng người khác vì bản tính hay nghi ngờ, lo lắng, sợ sệt. Do đó các mối quan hệ của họ không được tốt như mong đợi. Họ không muốn đưa ra quyết định vội vàng. Điều này đã trở thành một thói quen nên họ ngại đánh giá một ai đó hoặc đưa ra bất cứ quyết định gì trong cuộc sống. Tuổi Mão luôn luôn gần ngại rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định, vì vậy họ thường bỏ qua rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên về cơ bản, không có nhiều thứ đáp ứng được yêu cầu cao của họ, vì vậy họ thường chọn cách an phận, không đủ can đảm để quyết định, thay đổi bất cứ điều gì. Ngay cả khi họ sẵn lòng làm việc chăm chỉ, nhưng lại không đủ can đảm để vượt qua tất cả các khó khăn, trở ngại, nên kết cục là nhận thất bại về mình. Vì vậy, đối với những người tuổi Mão cần tập trung vào rèn luyện ý chí và sự can đảm, còn quan trọng hơn những điều khác. Tính tình dễ chịu là thế, nhưng đôi khi họ trở nên bướng bỉnh khi bị thúc giục, yêu cầu phải đưa ra quyết định nhanh chóng, họ lại gắt gỏng, cáu kỉnh. Lúc này họ trở nên đáng sợ, khó gần, khiến những ai ở gần cũng e ngại. Họ rất ngại tiếp xúc với mọi người, tuy nhiên vì yêu cầu của một xã hội bận rộn, đôi khi họ đang tạo ra ấn tượng ngược lại, mọi người tưởng nhầm rằng họ rất thân thiện. Người tuổi Mão rất thích chăm chút cho gia đình mình nhất. Họ chọn cuộc sống êm đềm, tránh xa những thứ ồn ào, xô bồ ngoài xã hội. Chính vì vậy công việc mà họ yêu thích nhất chính là việc nội trợ, chăm sóc gia đình, con cái. Với tính cách tuổi Mão tỉ mỉ, kiên nhẫn,
Họ hợp những việc như đan lát, nội trợ, chăm sóc vườn tược, vật nuôi. Vì kiểu tính cách này mà họ thường thích hợp với những công việc mang tính ổn định và ít phải va chạm. Trong cuộc sống, người này rất giàu tình cảm, họ có lối sống hòa đồng, thân thiện. Do vậy mà làm việc ở bất cứ môi trường nào, họ cũng dễ gây được cảm tình và để lại ấn tượng tốt đẹp cho đồng nghiệp và những người xung quanh họ. Người tuổi Mão rất khó có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp, lăn lộn với công việc hay trở thành những người giàu có để bước chân vào tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Bởi vì công việc mà họ yêu thích nhất chính là chăm lo cho gia đình, là những việc lặt vặt nhưng đầy thú vị trong ngôi nhà của mình. Tuy nhiên họ cũng rất thích hợp với những công việc mang tính ổn định và thường sẽ để lại cho mọi người ấn tượng khá sâu sắc. 3 ngày đầu tháng 8, con đường sự nghiệp của người tuổi Mão diễn ra xuôi chèo mát mái. Con giáp này mong muốn hoàn thiện bản thân mình hơn, do đó luôn hỏi han đồng nghiệp, bạn bè mỗi khi không biết một vấn đề nào đó. Bạn cũng luôn biết cách tận dụng cơ hội kiếm tiền, do đó túi tiền của bản mệnh ngày một đầy. Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ viên mãn hạnh phúc. Người tuổi này và nửa kia đang có khoảng thời gian trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc vì luôn có một người bạn đồng hành, một chỗ dựa tinh thần để bản mệnh an tâm phát triển sự nghiệp. Sau đây là vận trình chi tiết của những người tuổi Mão may mắn nhất và cẩm nang vượng vận 3 ngày đầu tháng 8. 1. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Chính tài chiếu mệnh đem đến tin tốt cho công việc của bản mệnh. Tuổi này không nên tham việc, ôm thêm việc bên ngoài mà nên chú trọng vào công việc chính. Ai đang nối nghiệp thì cố gắng duy trì. Trời không phụ lòng người sống biết điều, cứ chăm chỉ sẽ có kết quả tốt. Trên phương diện tình cảm, vì cục diện kim khắc mộc nên Quý Mão khá khó chịu và mệt mỏi vì tình yêu, gia đình. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Đừng vì cơm áo gạo tiền mà quên việc quan tâm với những người thân yêu nhé. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, còn số may mắn 2, 60, 27. 2. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Ất Mão được chính quan phù trợ cho đường công việc, nên 3 ngày đầu tháng 8 đi làm thì vô cùng may mắn. Những bạn đang chờ đợi tin vui liên quan đến bầu cử thì sắp tới sẽ được như ý muốn. Chỉ cần biết khiêm tốn, đừng khoe khoang thì vận may tự nhiên đến. Thời điểm này có tam hợp cục nâng đỡ nên đường tiền tài vô cùng hanh thông. Đặc biệt là người buôn bán kinh doanh sẽ có những cơ hội làm ăn thuận lợi. Tiền bạc đổ về nhà không thiếu, thoải mái để chi tiêu. Tuy nhiên bạn đừng ham tiền to, dễ có rủi ro, thà tích tiểu thành đại còn an toàn hơn. Cục diện thủy sinh mộc báo hiệu vận tình cảm may mắn. Quan trọng nhất chỉ có sức khỏe, học cách chăm sóc bản thân, yêu quý bản thân. Con cháu sinh nở trong 3 ngày này cũng thuận lợi, may mắn, gia đình có hồng phúc đón thêm nhiều tin vui. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, còn số may mắn 4, 09, 83. 3. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tử vi 3 ngày đầu tháng 8 nhận thấy cục diện tam hợp mang tới rất nhiều tin vui cho người tuổi Đinh Mão. Đây được xem là thời điểm để thúc đẩy tài lộc, kiếm thêm tiền, xúc tiến hợp đồng hay giới thiệu dự án mới với nhà đầu tư. Bản mệnh hãy nhanh nhẹn và năng nổ, gặp ai cũng niềm nở và hết mình thì không lo không kiếm được món hời. Con giáp này được cấp trên tin tưởng bởi tinh thần trách nhiệm của mình. Dù đôi khi mệt mỏi vì khối lượng công việc khá lớn, nhưng bạn không thể vì thế mà bỏ cuộc, vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, mộc thổ xung khắc có thể khiến cho chuyện tình cảm của bạn không được như ý. Bản mệnh mệt mỏi sau ngày dài làm việc và không đủ kiên nhẫn để dỗ dành những khi hờn giận của người ấy. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ,
màu sắc cát tường, xanh dương, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi. Còn số may mắn 2, 43, 77. 4. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. 3 ngày đầu tháng 8 lục hợp hỗ trợ giúp vận trình công việc của tuổi Kỷ Mão trong thời điểm này diễn ra dễ dàng. Nhờ các tinh nâng đỡ mà con giáp này có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo, mới mẻ trong ngày hôm nay. Những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật nhiều khả năng sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng kể. Với những người theo nghiệp kinh doanh, việc làm ăn có phần thuận lợi hơn, mọi sự yên ổn, sản phẩm đưa ra nhận được phản hồi tốt. Bạn hãy lên kế hoạch làm ăn cho thời gian sắp tới, mở rộng quy mô, đổi mới sản phẩm để thu về lợi nhuận tốt hơn. Trong ngày ngũ hành xung khắc nên tuổi này có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng nếu cảm thấy những gì mình cho đi là xứng đáng thì cũng không nên tiếc nuối làm gì. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xám, đỏ, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi. Còn số may mắn 4, 69, 86.